Vâng, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với channel của mình nhé. Thì vâng, ngày hôm nay thì hai bố con tôi đã phát hiện ra được một cái tổ khoái vàng. Thì sau một buổi đi tìm kiếm mọi người ạ, thì tổ này thì nó cũng ở rất là thấp luôn và sẽ rất là dễ bắt. Thì bây giờ là quay trở lại đây để công tác chuẩn bị đánh cái tổ này. Và bây giờ là sẽ đốt bình xịt khói và một cái đuốc bé tầm bằng cái nắm tay để bảo vệ tránh cái trường hợp nó quay về sau lưng nó tấn công. Và giờ là sẽ phải công tác chuẩn bị mọi người nhé. Thả lín đâu, bưng vào đây, có nhà có khơi ra lên nữa kìa, nhanh nhanh gọn thôi con á. Đây mình sẽ lấy các loại cây khô để cho vào cái này, để lát nữa nó đốt cháy khá là lâu. Vâng, bây giờ đang bắt đầu đốt rồi mọi người ơi, đốt lửa lên rồi. Thì hiện tại thì lửa rất là cháy nhanh thôi, bởi vì là nó rất là nóng. Rồi bây giờ sẽ tiến hành đi mọi người nhé. Rồi đi thôi, chúng ta sẽ đi chiến cái tổ ong này thôi. Ô, không lấy dao à? Thôi thôi thôi, bỏ ta đi. Thôi khỏi lấy nữa, đi lấy ong nha mọi người ơi, tổ ong khoái của chúng ta nha. Đây, ngay trong này. Wow, đây. Tổ ong đây mọi người ơi. Ô, mày cần tới đã ai á? Mày cần tới đã. Để ý lắp tải. Phải phiêu ấy. Y tế đây, y tế, không không. Tối bây giờ xuống đây đi. Wow. Để mày cần cái tờ nộ. Hôm nay cần món nào muốn khăn lắm đấy. Wow. Quét ra một chỗ đi, quét ra một chỗ. Ừ, quét hết ra. Cứ quét hết ra đi. Chơi lẽ ra là chơi bình khói thôi nhưng mà do là nhìn đã là đâu đây tụi ông chúng ta đây, quay đó, đây phải quét sạch ra đã. Wow. Ôi bên này còn chưa ra này. Ai da. Tổ này ở rất là thấp này. Lên lấy nha mọi người ơi. Ừ.
không lấy dao. Cậu biết thì con nó chứ bay à? Ui. Cẩn thận tăng vài năm thôi ông ơi. À, tôi có khẳng điều gì đấy. Tốt quân sự cậu. Khởi máy. Cứ chụp bẩn thì có nơi và bỏ mịt mà. Mệt à? Ôi, trốn túi. Sừng nửa lô nè. Này túi này, không dìm đi. Ăn à? Ui, ăn của tốt quá sợ. Ai da. Trong mét thế à? Tắt xin. Quá chứ cắt. Quá chứ cắt tôi là. Người chỉ kịp chẹp đi nọ. Thấy vang này lộ, điện thoại này. Đâu bù lô cơ đó. Tay mà. Tay cho cổ thế. Cứ sẽ là ăn ăn phá bà. Muốn ngồi đi, cắm như ai. Hành ô. Tóc cũng thấy cứ hung ngày ô. Cứ sang ô.